Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với KBSV 88 TV và đây là Kinh tế Easy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một khái niệm được gọi là quỹ đầu tư. Vậy quỹ đầu tư là gì? Tại Việt Nam chắc hẳn sẽ rất nhiều người lần đầu nghe đến, nhưng tại nước ngoài thì quỹ đầu tư rất phổ biến và là kênh tài chính được ưa chuộng. Theo định nghĩa, thì quỹ đầu tư là một định chế tài chính phi ngân hàng, đó là trung gian giữa người có tiền và người cần tiền. Sử dụng khoản tiền từ người có tiền để đầu tư thông qua cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ. Tóm lại, đầu tư tài chính không hẳn là công việc dễ dàng và nó cần nhiều thời gian để nghiên cứu, theo đuổi. Do đó, nhiều người lựa chọn các quỹ bởi các yếu tố: không mất thời gian, không cần nhiều kiến thức vẫn có thể tham gia, được giám sát chặt chẽ bởi người có thẩm quyền, giảm thiểu rủi ro nhờ đa dạng hóa danh mục đầu tư, quản lý chuyên nghiệp và tính linh động cao, tạo ra dòng thu nhập ổn định. Vậy ưu điểm và nhược điểm khi tham gia quỹ đầu tư là gì? Trước hết ta nói đến ưu điểm. Khi tham gia quỹ đầu tư, chúng ta sẽ có một đội ngũ giàu tri thức support và họ có các mối quan hệ rộng trong giới tài chính. Cái nữa là trong giới tài chính thì nguồn lực của họ rất là mạnh. Về nhược điểm, khi tham gia quỹ đầu tư chúng ta sẽ bị gò bó theo một số quy định và không thể sử dụng vốn theo ý muốn. Cái thứ hai là chúng ta sẽ mất đi tính tự do, tài sản giống như bạn gửi tiền vào ngân hàng. Vậy qua bài học ngày hôm nay chúng ta cũng đã biết về quỹ đầu tư là gì đúng không? Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!